Xin chào mà thầy thuốc. Thầy cho biết là cái công năng của cái máy điện này, tức là nhân điện này của cái series là THZ P90 thì công năng nó tác dụng chữa bệnh như thế nào ạ? Xin mời thầy thuốc. THZ-TDA-B90 này có thể quý đây là một tác phẩm tuyệt hảo của khoa học, vì cái máy này nó tích hợp hai cái dòng điện, một dòng THZ là nó thường hỗ trợ trong vấn đề ung thư, nhất là ở ung thư não của một số bệnh viện ở bên Mỹ có hỗ trợ giờ cho bệnh ung thư não. Cái thứ hai là một cái dòng tia BMS, tức là tia này là hồng ngoại xa, nghĩa là khi mình ngồi 30 phút thì mình tương đương như mình đi bộ là 10 km và là một lần châm cứu mà mình xung điện, cho nên cái này nó tác dụng là nó làm sạch thành mạch máu, nó đẩy được cái hàn khí ở sâu bên trong cái tủy sống của mình, cho nên khi mình ngồi 30 phút thì mồ hôi mình vã ra và giấc ngủ nhiều người được cải thiện gần như là 90 đến 100% về giấc ngủ. Và thứ hai là giãn tĩnh mạch đối với phụ nữ hay là những người lớn tuổi mà giãn tĩnh mạch chân hay giãn mạch tay thì nó phục hồi rất là nhanh, chỉ sau 5-7 ngày thôi. Thì vấn đề mình mới thấy vậy nè, cái giấc ngủ mà sâu thì tủy xương mình mới tiết ra được cái máu, làm cho cái cơ thể mình có sức khỏe, hệ miễn dịch mình tăng. Còn nếu mình mất đi giấc ngủ chập chờn hay giấc ngủ không sâu thì mình sẽ sáng hôm sau mình sẽ thấy mệt mỏi ở mỏi ngay. Thì cái công nghệ của máy này có thể mình nói là nó làm ấm được cái cơ thể, làm mình chìm sâu vào giấc ngủ và cái tủy sống mình nó chớ ra được cái máu, thì sức khỏe của mình rất là hoàn hảo, tức là cải thiện được cái sức khỏe và nó chống được bệnh đột quỵ và những cái bệnh nhồi máu cơ tim, vì nó làm đấy được cái vấn đề mà tắc nghẽn, cho nên là nó lưu thông huyết rất là tuyệt vời. Và thứ hai là những người gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, những người mà mỡ nội tạng thì rất bình thường, rất là khó lấy ra nếu không dùng vitamin khoáng chất nhiều. Nhưng mà ở đây ta không cần dùng vitamin khoáng chất, ta chỉ cần ngồi cải thiện từ 5 đến 10 ngày thì mỡ của mình đã, nó theo cái mồ hôi nó ra rồi, cho nên người ta giảm được 5 kg. Mà ở đây trong cái công nghệ này á, người ta nói là nó làm tái tạo lại cái xương khớp, và nhất là vấn đề mà liền cái quách xương hở rất là tuyệt vời.